rồi thái độ ra sao khi người bên Bắc tông rồi con là tiểu thừa à, như sư đã đề cập ấy chúng ta nên tránh cái định kiến về cái tông phái à, nhất là đặc biệt cái định kiến xuất phát từ cái sự thiếu hiểu biết Uh, nó có một vài sư tin là tin là những vị um, thuộc hệ phái phật giáo phát triển uh, đặc biệt là một vài vị mà sư tiếp xúc ấy. các vị đó đều khịt mũi coi thường những người mà gọi phật giáo nguyên thủy là tiểu thừa bởi vì những người mà gọi như vậy đó là họ thiếu hiểu biết chính những vị phát triển nhìn những cái vị mà gọi uh, nơi khác là tiểu thường tại vì đó là một sự thiếu hiểu biết uh, do đó uh, mình nên tránh cái thái độ uh, bè phái tại vì nó chỉ đưa đến sự tranh cãi sự tranh luận bất tận và không cần thiết tại vì một khi anh đã cái đầu anh là nóng máu lên rồi đó thì anh chỉ tâm đầu vào mà cãi nhau thôi thì anh không còn biết không cần biết đúng sai để, nên phải tránh cái chuyện đó Đức Phật đã hướng dẫn chúng sanh có ba hạng chúng sanh nào muốn giác ngộ liền thì có thể thực hành để ngay trong cái kiếp hiện tại này và có thể tu chứng sớm tu chứng sớm Giải thoát cho mình Còn những chúng sanh nào Mà nghĩ là Mình muốn tự mình giác ngộ chứ Không cần thầy Thì những chúng sanh đó sẽ ráng tu hành Để thành vị Phật độc giác Còn khi mà chúng sanh nào Mà nghĩ rằng đó, Mình muốn cũng có được cái địa vị Như Đức Thế Tôn Để mà độ vô số chúng sanh Thì những chúng sanh đó đi con đường xa hơn, đi đến cái đạo quả giải thoát giác ngộ uh, chánh đẳng giác ba con đường đó Đức Phật đều hướng dẫn, đều hướng dẫn hết. Uh, tùy theo cái nguyện của chúng sanh là như thế nào, chúng ta phải tôn trọng chứ còn mình nghĩ là uh, cái người mà giác ngộ sớm thì đó là tiểu thừa thì nó kẹt quá giống như nhà cháy thì lo chạy ra sớm sư tin á sư tin ha sư tin bây giờ quý vị đang ngồi ở trong nhà quý vị nghe động đất tường nó bắt đầu nó nứt trần nhà bắt đầu nó rơi những cái vữa xuống nó chuẩn bị nó sập tới nơi rồi quý vị nghĩ đến cái gì chạy ra khỏi nhà trước chạy ra khỏi nhà trước. Bà mẹ đó thì họa mai còn nghĩ tới đứa con. Chứ còn mà còn lại là mình uh, lo cái thân mình phi ra nhà trước là được rồi. Như còn xin thưa lúc đó mình không có còn nghĩ tới chúng sanh còn nghĩ đến khí khô vậy trơn. Uh, cho nên Đức Phật xuất hiện ở đời là hướng dẫn chúng sanh đi đến sự giác ngộ giải thoát. Ừ. Ừ. Khi mà mình chê một ai đó là tiểu thừa, thì sư nhớ, sư nhớ như thế này. Ở, à, ở trong chú giải có nhắc đến một cái câu chuyện, đó là à, có hai vị tỳ kheo. Uh, một vị đó, hai vị thì theo thức thực. Một vị thì uh, do có cái uh, sức khỏe kém và bệnh căng uh, cho nên uh, là khi vừa mới nhận được đồ ăn thức thực ấy, cái bệnh đó, cái bệnh nó nó hành hạ. Vị này giống như là bị đói, trong giống như là nó nó rã người ra, chịu không nổi. Thành ra là vị này uh, cần dùng ngay lập tức để mà duy trì tính mạng thì cái vị tỳ kheo mà đi chung ấy vị này có cái suy nghĩ là coi thường coi thường cái vị này à, vị này cái vị tỳ kheo mà bị bệnh ấy ăn ăn liền tại chỗ ấy, thì vị này không nói gì hết khi mà về đến chùa vị này mới hỏi cái vị tỳ kheo kia là cái phận sự của phận sự của sư đó đã hoàn thành chưa vì thầy biết nhưng mà vẫn hỏi vì đi kheo kia mới nói là vì vì đi kheo mà khiển cách nghĩ trong bụng thôi chứ không nói gì hết trơn nghĩ trong bụng uh, chờ, cái, 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 người gì đâu mà uh, không có uh, uh, không có ai nghi tới hạnh đại loại như vậy uh, thì cái vị thì kheo một khiển cách vì đó mới nói là dạ rồi tôi đã đức uh, tôi đã chứng sơ quả tôi đầu quần một vị thánh sơ quả tu đầu quần nha nhắc cho quý vị biết chứ không phải là cái kiểu như mình đâu à, thì cái vị này cái vị mà bị khiển cách bị, bị 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 bệnh ấy mới nói là như vậy thì trong kiếp này đó sư không cần phải nghĩ đến cái việc chứng quả vị a la hán bởi vì sư đã phạm một cái lỗi đó là nghĩ quấy khiển cách một vị a la hán vị sư cái vị sư khiển cách vì tấm hết hồn và vì đó quỳ sập xuống vì đó xâm hối nói như vậy để quý vị hiểu một dùm một chuyện đó là gì khi mà một chúng sanh ấy, à, mà coi thường người khác đặc biệt là một vị thánh tức là họ triệt mất con đường giác ngộ những người mà tự nhận mình ấy, là chúng sanh tìm cầu giác ngộ mà lại có thái độ coi thường quả vị a la hán của những vị a la hán tinh văn thì coi như vì đó đang triệt tiêu cắt đứt cái con đường giác ngộ giải thoát của chính mình giống như những hạt lúa, những cái hạt lúa mầm chuẩn bị gieo xuống đất, ha, chuẩn bị bón phân mà lại tạt nước sôi lên trên đó thì nó không nảy mầm, bởi vì đã gây ra một cái trọng nghiệp, một cái ác nghiệp lớn đối với vị thánh sơ quả tu đầu quần ấy, thì vì đó chỉ bị cái việc là trong cái kiếp đó thôi, trong cái kiếp đó vì đó sẽ không có cơ hội chứng đắc đạo quả cao hơn nhưng mà khi nhưng mình khi đó là do một vị sơ quả tu đầu quần và vì đó được cái sự bảo hộ của thánh quả của vị đó đã chứng nha ờ, còn cái hàng mà phàm phu á, còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ mà lại đi coi thường một vị thánh mà không ý thức được điều đó không chịu sám hối không chịu thay đổi cái suy nghĩ của mình là coi như là giống như lúa mà mình tạt nước sôi rồi cái đến đời nào kiếp nào mình mới có thể để mọc cái mầm tìm cầu giác ngộ tiếp cái chuyện đó là nó mịt mờ nha mịt mờ à, thành ra đó, cẩn thận do đó khi mình những cái ai mà coi thường đặc biệt là coi thường những vị thánh hãy nghĩ về họ bằng cái lòng bi mật. tại vì những người đó mặc dù Họ tìm cầu giác ngộ nhưng mà họ không ngờ được một chuyện là vì cái sự ngã mạn ngạo mạn mà mình đã triệt tiêu mất cái con đường giác ngộ của mình cho nên hãy nghĩ đối với họ bằng cái lòng bi mẫn không cần phải buồn không cần phải giận mà hãy thương 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 người ta